Hello, xin chào các bạn. Quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là mình sẽ phải đi tưới cho các cái hố cây dưa này nhé. Mình mới trồng ấy, cái hố dưa hấu mình mới trồng ấy, à, nó khô này. Bây giờ mình phải tưới để cho nó mọc cho đều nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ phải múc nước ở dưới mương để tưới. Mình sẽ tưới vào buổi sáng hoặc là buổi chiều mát nha các bạn. Tưới vào buổi sáng, buổi chiều mát thì nó mới cây nó mới lên đảm bảo nhé.
tưới ra cây dưa mới trồng ngày này chúng ta phải tưới bằng tay chứ tưới bằng máy cũng không tưới được nhá, vì nó nổi hết hạt lên các bạn ạ. Và mới lại ở trong đây mình cũng không có điện để tưới bằng máy đâu, phải tưới bằng tay thôi nhé. Rồi lên cái bạt đấy xong là nó sẽ tỏa xuống cái hố nhá. Chứ tưới thẳng vào hố nó cũng nổi hạt lên mất. Vì đây là tưới nước nã. Nước nã nên không sợ để tưới phân cũng cần phải vào hố. Các bạn thấy không? Cả một bãi như này mình chỉ dùng cái xô này mình tưới thôi nhá. Cả một bãi đất quá rộng rồi. Và mình đã tưới xong rồi. Video mình chia sẻ cho các bạn đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.